Xin chào tất cả các vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Mr. Zero. Và mình là Yến Chi. Ronaldo Gia, phô diễn kỹ thuật không thua kém gì cha. Chỉ trong 24 giờ sau khi đăng tải tài khoản, Ronaldo Gia, cậu con cả của nhà Ronaldo đã có hơn 900.000 người theo dõi. Trong đoạn video đầu tiên, Ronaldo Gia đã thể hiện khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Chào các bạn, đây là tài khoản mạng xã hội của tôi. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui tại đây. Ngay sau đó, cậu bé còn tiếp tục gửi lời chào đến người hâm mộ bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy. Đoạn video này đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận tích cực dành cho Ronaldo Gea. Ngoài khả năng học ngoại ngữ, Ronaldo Gea còn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên với kỹ năng chơi bóng của mình. Cùng xem clip sau đây để hiểu rõ hơn về tài năng của ngôi sao nháy này nhé. Nếu thấy video thú vị, đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của Mr. Zero. Cristiano Ronaldo đã quá nổi tiếng khi còn rất trẻ, vì thế mà xung quanh anh luôn có những bóng hồng bủa vây. Khi mới 25 tuổi, Ronaldo đã khiến cả thế giới bấn loạn khi anh lên chức làm cha. Con trai Ronaldo được đặt tên theo cha là Cristiano Ronaldo Jr. Chắc hẳn bạn sẽ tò mò cậu bé này lớn lên có được thừa hưởng tài năng từ người cha này không? Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem Ronaldo và con trai có đúng với câu nói hổ phụ sinh hổ tử không nhé. Sau lùm xùm về chuyện tình ái với rất nhiều bóng hồng, thì Ronaldo đã chính thức công khai mối quan hệ với bạn gái Georgina Rodriguez. Đồng thời, Cristiano Ronaldo đã thông báo với toàn bộ thế giới về việc bổ sung thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ của anh, đó là một bé gái, đứa con thứ tư sau ba đứa con đầu nhờ đẻ thuê. Ronaldo có tổng cộng 4 đứa con, trong đó có một cặp sinh đôi, một bé trai và một bé gái. Con trai đầu lòng của anh được đặt tên theo bố Cristiano Jr. Cậu sinh ra tại Mỹ và được bà nội Dolores đưa từ một bệnh viện tư tại đây về Madrid. Và kể từ đó, con trai Cristiano Ronaldo bắt đầu cuộc sống tại Tây Ban Nha và giờ là Italia cùng với bố của mình. Rất nhiều câu hỏi được người hâm mộ đặt ra xoay quanh Ronaldo và con. Như con trai của Ronaldo là con của ai? Ronaldo có con với ai? Mẹ của con trai Ronaldo là ai? Ronaldo đều trả lời đã chi tiền để thuê người mang thai hộ với giá 10 triệu bảng. Không ai biết được danh tính mẹ của cậu bé. Có một số tin đồn cho rằng mẹ của con trai Ronaldo là một cô bồi bàn người Mỹ. Giữa những tin đồn đó, gia đình Ronaldo vẫn giữ kín bí mật về sự ra đời của các con của Ronaldo. Chị gái của Ronaldo thậm chí còn có những chia sẻ rằng mẹ của con trai Ronaldo đã chết để tránh những phiền phức từ báo chí. Còn ở phía Ronaldo, mới gần đây anh mới có những chia sẻ về mẹ của con trai anh và hứa sẽ nói sự thật với con trai anh khi cậu lớn lên và hiểu chuyện hơn. Ronaldo cũng đưa ra khẳng định chắc nịch rằng con trai của mình chỉ cần bố là đủ. Sự thật đúng là như vậy khi anh đã làm rất tốt nhiệm vụ 7 năm gà trống nuôi con. Cậu bé Cristiano Jr. còn thường xuyên tham gia sự kiện cùng với ông bố nổi tiếng của mình và chính cậu cũng nhận được sự theo dõi và quan tâm nhiều từ phía báo chí cũng như cổ động viên cuồng nhiệt của bố mình. Ronaldo đã từng có những chia sẻ, con trai tôi là một cậu nhóc vui vẻ và có niềm đam mê với bóng đá, ô tô cũng như quyền Anh. Cũng chính bởi vậy mà Ronaldo và con trai thường dành thời gian để chơi bóng cũng như tâm sự cùng nhau. Với niềm đam mê bóng đá từ nhỏ cũng như kế thừa tài năng bóng đá từ người cha của mình, con trai Ronaldo đã chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng đá trẻ Juventus. Khi tham gia tập luyện, Ronaldo con sẽ được tập luyện cùng với Buncini 2010 dành cho lứa tuổi U9 của câu lạc bộ. Và đồng gia thành Turin cũng chính là nơi để cha con Ronaldo tỏa sáng và cống hiến những trận cầu đẹp mắt đến với người hâm mộ. Vào sáng ngày 28 tháng 8 năm 2018, theo giờ địa phương, Cristiano Ronaldo Jr. đã bắt đầu ra sân tập luyện và có những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ. Sát cánh cùng với cậu bé thời điểm này, ngoài bố của mình, chính là Mattia Bazzagli, con trai của trung vệ kỳ cựu Andrea Bazzagli. Trong lịch sử bóng đá, thì việc hai cha con cùng thuộc một biên chế của câu lạc bộ Juve không còn là điều quá xa lạ. Ngoài cầu thủ David Matizio và con trai Mattia Bazzagli thì cặp cha con Ronaldo cũng cùng thi đấu cho màu áo Juventus. Và từ đó, cậu bé liên tục cho thấy được tài năng thiên bẩm của mình. Điều đầu tiên dễ dàng nhận ra là tiểu Ronaldo rất giỏi trong những pha tranh chấp bóng. Cầu thủ nhí này luôn tự tin mỗi khi đối đầu với bất kỳ một đối thủ nào, dù cao to hơn mình hay đông hơn mình đi chăng nữa, hệt như ông bố CR7 trên sân cỏ. Chắc chắn bạn đã từng thấy kiểu giật gót phía sau lừa đối phương rồi lộc cơm này rất quen đúng không? Đúng rồi đấy, bạn gốc chính là ngôi sao người bồ, chủ nhân của 5 quả bóng vàng và bản sao hoàn hảo chính là con trai của anh.
hay cả kiểu solo, một mình một bóng từ phía cánh rồi xộc thẳng vào vòng cấm đối phương như thế này cũng không có gì lạ lẫm. Ronaldo Jr. cho thấy mình cũng không hề kém cạnh ông bố siêu sao là mấy khi làm bẻ mặt hàng loạt hậu vệ đối phương và đem về bàn thắng cho đội nhà chỉ trong chớp mắt. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là Ronaldo thường xuất phát bên cánh trái, trong khi đó con anh trong tình huống này lại băng lên từ cánh phải mà thôi. Và dĩ nhiên không thể bỏ qua tuyệt kỹ sút phạt đã trở thành thương hiệu riêng của ngôi sao người Bồ. Tất cả đã được anh di truyền một cách trọn vẹn cho quý tự của mình. Từ cách chạy lấy đà, cơ mặt cho đến cú ra chân đều vô cùng chuẩn xác. Sao nhí của Juve cũng thông minh chẳng khác gì bản gốc khi cố tình để đối thủ phải nhận về một chiếc thẻ vàng vì sự ngây thơ của mình. Dù có thực hiện không thành công một lần thì Chris ngay lập tức khắc phục và cho thấy được tài năng của mình ở cơ hội ngay sau đó. Lần này thì số 7 nhỏ của Juve đã không khiến những cổ động viên có mặt tại sân thất vọng, đặc biệt là ai kia đang ngồi trên khán đài. Có thể vì sự hiện diện này mà Ronaldo Jr. càng muốn thể hiện bản thân hơn nữa. Ronaldo còn thể hiện tài năng bóng đá của mình khi ở trận đấu ra mắt đội U9 Juventus, cậu bé đã để lại ấn tượng khi ghi 4 bàn thắng liên tiếp vào lưới đối phương và đây chính là một trong số đó. Theo thông tin từ truyền thông nước Ý, con Ronaldo đá bóng giống như phong cách của cha mình và cũng nhận được áo số 7 khi khoác áo câu lạc bộ Juve. Con của Ronaldo chơi bóng không khác gì siêu sao mà góp phần lớn vào chiến thắng 5-1 trước đội bóng Lucento. Theo chân người cha là siêu sao bóng đá nổi tiếng, Ronaldo Jr. đã có chế độ tập luyện vô cùng khắc khe và từ đó cậu bé học hỏi được rất nhiều điều. Ronaldo không tạo áp lực lên cậu con trai Ronaldo Jr. Nhưng trong sâu thẳm, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha rất kỳ vọng cậu bé 9 tuổi sẽ nối nghiệp cha. Thằng bé có sức mạnh, nhanh nhẹn, sở hữu kỹ thuật tốt và cú sút chất lượng. Ronaldo từng nhận xét về khả năng chơi bóng của con trai sẽ khách quan hơn nếu nhận xét đó đến từ một huấn luyện viên đội trẻ Juventus. Dù vậy, năng khiếu chơi bóng của Rocon đã sớm phát lộ trong thành phần đội U9 Juventus. Cách đây không lâu, Ronaldo Jr. có dịp trở lại quê nội Madeira, Bồ Đào Nha. Cậu bé 9 tuổi được tham quan viện bảo tàng về cha mình cùng đội U9 tham dự giải đấu quốc tế International Maritimo Centenary. Hơn 200 đội bóng thiếu nhi đến từ các lò đào tạo danh tiếng của Porto, Benfica, Atletico Madrid phải thán phục nhìn Juventus đăng quang chức vô địch. Và cái tên thi đấu sáng chói nhất không ai khác ngoài Ronaldo Jr. với 25 bàn thắng. Trong suốt giải đấu, bà Dolores không rời mắt khỏi cháu nội. Mẹ Ronaldo không muốn Chris dùng quá nhiều thời gian vào đá bóng. Bà Dolores muốn cậu bé 9 tuổi tập trung học văn hóa, đá bóng phải đứng sau. Nhưng ngay cả Ronaldo cũng chẳng ngăn cản được đam mê cháy bỏng của cậu con trai. Thằng bé rất giống tôi, có tinh thần và ý chí, nó yêu bóng đá và không chấp nhận thất bại, cầu thủ Juventus chia sẻ. Hồi nhỏ, Ronaldo cũng chẳng khác nào Chris bây giờ. Trốn học, bỏ bữa đi đá bóng là chuyện bình thường. Cậu bé Ronaldo Jr. may mắn hơn cha khi được tạo điều kiện tốt nhất để theo đuổi trái bóng. Mùa hè năm ngoái, cậu bé sinh năm 2010 gia nhập lò đào tạo Juventus, ghi 4 bàn ngay trận ra mắt trước Lucento. Tới thời điểm hiện tại, Chris đã ghi tới 58 bàn thắng, 17 pha kiến tạo chỉ trong 23 trận đấu. Nếu ai không biết gốc gác của Ronaldo Jr., họ sẽ xem cầu thủ nhí này là một hiện tượng đặc biệt. Nhưng bởi vì là con của cầu thủ từng 5 lần đoạt quả bóng vàng, những gì Ronaldo Jr. làm được trở nên ít thu hút hơn vì con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Ronaldo Jr. chịu ảnh hưởng sâu đậm từ phong cách chơi bóng của cha, tư cách giữ bóng, bứt phá, những pha đảo góc cho tới kỹ năng xuất phạt hàng rào. Cậu bé 9 tuổi đều copy từ ngôi sao số 1 Juventus. Cầu thủ 34 tuổi không che giấu niềm tự hào khi nhìn thấy bản sao từ cậu con trai 9 tuổi. Nếu Chris chọn theo nghiệp cầu thủ, nó sẽ thành công giống tôi chắc chắn về điều đó. Và dường như Ronaldo muốn con trai tập thích ứng với môi trường bóng đá đỉnh cao. Anh dẫn Chris tới các buổi họp báo quan trọng cho cậu bé đi xem những trận đấu lớn, gọi Chris lên cả sân khấu trao giải quả bóng vàng. Trên sân tập Juventus, Chris mỗi khi rảnh đều tới theo dõi các học trò của Allegri. Ronaldo thừa nhận giúp Chris trở thành cầu thủ là giấc mơ của tôi. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ hỗ trợ con trai tất cả những gì có thể, song không phải bằng mọi giá. Bởi lẽ, Ronaldo rất tôn trọng cái tôi của Chris. Anh không áp đặt con trai phải theo nghề cầu thủ, phải thành công giống cha.
Tôi dạy Chris cách chơi bóng, nhưng trở thành ai là quyết định của thằng bé. Tôi luôn ủng hộ con đường của Chris. Tất nhiên, tôi mong Chris sẽ thành cầu thủ, nhưng tôi không tạo áp lực lên Chris, cầu thủ người Bồ Đào Nha cho biết. Ronaldo cũng xác định sẽ gửi gắm con trai lâu dài cho lò đào tạo Juventus. Hợp đồng của Ronaldo tại Juve vẫn còn tới năm 2022 và có thể kéo dài thêm 3-4 năm tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng cho một cầu thủ nhí hình thành kỹ năng chơi bóng toàn diện. Không loại trừ khả năng Ronaldo sẽ treo giày tại Juventus vì cuộc sống đã ổn định tại Turin và vì tương lai bóng đá của cậu con trai 10 tuổi. Các ngôi sao bóng đá hiếm khi có được thế hệ F1 tài năng tương đương. Con trai của những Johan Cruyff, Zinedine Zidane, Romario đều có sự nghiệp kém nổi bật. Không ai dám chắc Ronaldo Jr. sẽ đi lại con đường huyền thoại của cầu thủ từng 5 lần đoạt quả bóng vàng. Nhưng vì Ronaldo hay Messi là những cầu thủ trăm năm có một, thế hệ sau của họ xứng đáng được gửi gắm niềm tin. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be